lô các bạn, Belo các bạn, Hello các bạn, Matis. À, hôm nay giới thiệu các bạn một cái phương tình khá thú vị như sau. 4 mũi sơ trừ ba mũi sơ không bài, thì sơ như thế nào? Đấy. Ở cái bài này thì có một cái, cái quy luật nhận thức đó là ta chia cho chia để trị, tức là ta chia cho cái á mũi sơ trong độ á lớn nhất. Thì ở đây ta chuyển ba sang bên này các bạn nhé. Đấy. Rồi ta sẽ có gì? mũi sơ sẽ bằng 3 mũisơ cộng 1 nhân 7 Đấy. rồi ta chia hai về cho 4 bốn mũisơ bên này cũng chia cho 4 mũisơ chia để chị thì ở đây sẽ lá là một con bằng 3 trên 4 mũi sơ cộng với 7 nhân với một 4 mũ ít sơ Đấy Thế thì ở đây là gì? sơn sơ bao nhiêu? Thì các bạn thấy cái hàm số này là hàm số nghịch biến Hàm số này nghịch biến Cho nên phía bên này là nghịch biến Tổng của những cái hàm nghịch biến biến Bây giờ các em xét ít sơ bao nhiêu thì thỏa mãn Ở đây nếu có nghiệm, có nghiệm duy nhất Đấy Ít bằng 1 Đấy, thì không thỏa mãn Đấy Bây giờ x bằng 2. x bằng 2. x bằng 2 9 cộng 7. Đây thì ở đây thì x bằng 2 thỏa mãn, x bằng 2. Thì đây sẽ là 9 phần 16 cộng với 7 phần 16. Đấy. Thì rõ ràng là bằng 1. Đấy, vậy thỏa mãn. Vậy phương trình này sẽ có nghiệm là x bằng bằng 2 các bạn nhé. Bê lô các bạn nhé.